À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng Chạp năm 1995, chúng ta tại Sâm Hà trong khóa tu mùa đông. Còn 15 ngày nữa thì tới lễ Giáng sanh. Hôm nay lần đầu tiên thiền đường Cam Lộ được sưởi bằng cái lò sưởi mới. Và lò sưởi mới này của thiền đường Cam Lộ là do công đức của một số các Phật tử ở Đài Loan đóng góp. Nghe nói cái lò sưởi này mùa hè nó sẽ làm cho mát thiền đường luôn. Chúng ta đã từng thực tập ở trong tăng thân và chúng ta biết rằng tăng thân có một cái năng lượng rất cần thiết cho cái sự thực tập của chúng ta. Có những cái mà chúng ta không làm được hoặc là làm rất khó khi chúng ta ở một mình. Nhưng mà trong tăng thân thì cái đó trở thành ra rất là dễ dàng, rất là tự nhiên. Chúng ta có thể làm mà không cần phải cố gắng mệt nhọc. Cái đó gọi là cái năng lượng của tăng thân, năng lượng tập thể của tăng thân, là Sangha Energy, Collective Energy of the Sangha. Cái đó rất là cần thiết. Và khi mà chúng ta về tới làng Mai thì chúng ta phải biết tận hưởng, tận dụng cái năng lượng đó của tăng thân. Nhưng mà tăng thân không phải tự nhiên mà nó có được. Tăng thân là nó được làm cái gì được tạo ra do cái công trình của từng cá nhân. Cái individual nó làm thành ra cái collective, cái cá nhân nó làm thành ra cái tập thể. Và vì vậy cho nên mình có bổn phận phải tạo ra cái năng lượng đó của tăng thân với là cái năng lượng riêng của chính mình. Cho nên khi mà mình có mặt và sự có mặt của mình có phẩm chất của chánh niệm thì tự nhiên mình cung cấp cho tăng thân cái năng lượng đó. Vì vậy cho nên khi mình thiếu mặt, khi mình vắng mặt trong một sinh hoạt tập thể, tức là mình không có đóng góp được cho cái tăng thân cái đó. Tăng thân không có được hưởng cái năng lượng của mình. Và vì vậy cho nên mình phải có mặt, và mình phải có mặt với cái phẩm chất của chánh niệm. Cũng vì vậy cho nên khi mà chuông thỉnh ra báo giờ ăn cơm chẳng hạn, thì trong lúc đó mình có thể ở trong thiền đường hay là trong nhà bếp hay là trong vườn rau, mà nghe tiếng chuông, mình nhiếp tâm trong chánh niệm, mình thở, thì lúc đó mình làm cho cái năng lượng của tăng thân nó lớn. Và chúng ta có cái niềm tin với nhau. Chúng ta biết rằng dầu người bạn của ta, người anh, người chị, người em của ta ở đâu, thì cái giờ phút đó người đó cũng đang thở, đang chánh niệm và đang tạo tác ra, generate cái năng lượng của chánh niệm, của tăng thân. Và chính ở trong cái niềm tin đó mà chúng ta sống. Và ta biết rằng nếu ta nấn ná ở đây thì cũng được. Nhưng mà nếu mà ta có mặt ngay ở trong thực đường thì nó tốt hơn. Vì vậy cho nên ta không có chần chờ, ta không có nói rằng bây giờ đây cái đuôi đang còn dài lắm, ta tới thì ta cũng đứng ở trong cái đuôi đó thôi chứ chưa đến phần của chúng ta lấy cơm. Ta có thể trì hoãn được. Thì như vậy là không hay. Tại vì ta có mặt đứng ở trong phòng ăn và thở chánh niệm thì cho ta đóng góp vào trong cái năng lượng của tăng thân đó. Cái người kia sẽ lấy cơm, sẽ bước những bước chân vững chãi hơn nếu ta có mặt ở đó. Quý vị cũng thấy cái kinh nghiệm đó khi mà chúng ta đi thiền hành chung hay là ngồi thiền chung, là mỗi bước chân thiền hành của chúng ta nó được nâng đỡ, nó được giúp rập, nó được yểm trợ bằng cái chánh niệm của những người có mặt.
Vì vậy cho nên sự có mặt của ta rất cần thiết cho những người bạn tu của chúng ta. Chúng ta đừng có làm cho người bạn tu của chúng ta mất đi cái cơ hội đó. Và vì vậy cho nên chúng ta phải có mặt ngay từ lúc đầu của buổi thiền hành, ngay từ lúc đầu của buổi cơm trưa, hay là của buổi chấp tác. Tại vì chấp tác cũng là một thực tập chánh niệm. Khi đi ngồi thiền cũng vậy. Nếu ta không có đi ngồi thiền thì chúng ta không có đóng góp cái phần của chúng ta cho tăng thân. Chúng ta làm cho tăng thân đói, chúng ta bỏ đói tăng thân. Tại vì tăng thân cần cái năng lượng của ta mà ta không có đi ngồi thiền, thì ta bỏ đói tăng thân cái năng lượng, cái phần của ta. Những người khác có mặt đó, họ không có bỏ đói tăng thân, nhưng mà ta bằng cách không đi ngồi thiền, ta bỏ đói tăng thân. Và ta cũng đói luôn, là tại vì ta không tới, cho nên ta không có thừa hưởng được cái năng lượng của tăng thân. Tăng thân có đó cho ta. The Sangha is there for me, but I'm not there for them. I don't profit from the Sangha, and the Sangha doesn't profit from me. Tăng thân có đó cho ta, nhưng mà ta không có đó cho tăng thân. Vì vậy cho nên tăng thân không được hưởng cái sự có mặt chánh niệm của ta, mà ta không có được hưởng cái năng lượng chánh niệm của tăng thân. Cho nên ngồi thiền không phải là ngồi cho ăn, mà ngồi cho tất cả mọi người. I sit for you. Chúng ta ngồi thiền cho ba mẹ của chúng ta, chúng ta ngồi thiền cho anh chị, cho tổ tiên của chúng ta, chúng ta ngồi thiền cho tăng thân. Điều này rất là rõ. Đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền cho mình mà thôi. Và phải tập nhìn như vậy thì cái thấy của mình nó mới bung ra từ từ. Cái thấy về tương tức, tương nhập. Mỗi cái bước chân của chúng ta, mỗi nụ cười, mỗi hơi thở của chúng ta là để cho chung hết. Ta làm cho tổ tiên, cho đất nước, cho nhân loại, cho tương lai. Phải thấy như vậy. Chúng ta biết rằng rửa bát nó không có khó. Rửa bát có thể là rất vui, và chúng ta có thể có an lạc hạnh phúc trong khi mà chúng ta rửa bát. Cái giây phút khó là cái giây phút trước khi rửa bát, chần chừ, không muốn đi rửa bát. Nhưng mà khi mà ta đã bước xuống rồi, xăng tay áo lên rồi và vặn nước chảy ra rồi, thì rửa bát trở thành là một cái rất là dễ chịu. Thành cái rửa bát mà khó chịu là một cái nó nằm ở trong đầu chúng ta. Cái công tác rửa bát thực sự nó không có khó chịu, nó là dễ chịu. Thì chuyện ngồi thiền cũng vậy. Chúng ta đang làm biển, chúng ta nghĩ đi ngồi thiền là mệt. Cái đó là nó nằm ở trong đầu chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta đã vào được trong thiền đường và ngồi với tăng thân rồi, chúng ta mới hô vía chúng ta này, may quá, vượt được cái giây phút khó kia. Cho nên ngồi với tăng thân là rất hay. Thì có một số em đang ngồi trong cái cốc của mình, thấy khỏe, thấy vui, nghĩ tới cái chuyện đi thiền trà xong tưởng hơi lầm biển, tại sao mình phải đi thiền, thiền trà làm cái gì, trong khi ngồi đây rất là dễ chịu. Nhưng mà may có sư chị đi ngang, sư chị nói đi thiền trà hả em, và vì vậy cho nên sư chị kéo sư em đi. Sư em không có vui lắm, nhưng mà đến khi ngồi trong cái thiền trà rồi thì thấy rằng năng lượng tăng thân rất là tốt. Và sư em đã sung sướng ở cái chỗ là nhờ có sư chị ghé tới để nhắc mình, cho nên mình mới được đi thiền trà như vậy. Thành ra chúng ta rất cần nhiều trợ duyên, và cái trợ duyên đó có thể là một người bạn tu của chúng ta. Vì vậy cho nên là sống thượng, sống hạ, mỗi người đều cần có một sư em, hay là một sư anh, hay là một sư chị để tới kêu mình đi ngồi thiền. Tiếng Anh mình có thể gọi là sitting mate, sitting fellow.
Và mỗi người nên chọn một cái người, người bạn ngồi thiền đó. Và người đó đến giờ ngồi thiền không có đi một mình, luôn luôn tới ghé gõ cửa và đợi mình cùng đi. Người nào cũng nên có một người như này, và tốt hơn hết là một sư em. Tại vì sư em tới thì mình mắc cỡ, sư em tới thì mình còn cầu nhau, nhưng mà sư em tới thì mình mắc cỡ. Tại vì có những sư em đi ngồi thiền rất là chuyên cần. Mình là sư anh, mình là người lớn, đáng lý mình tới gọi sư em, nhưng mà sư em thành ra các vị trí sự của hai xóm đó, sắp đặt thế nào để mỗi người ở trong chúng, từ lớn tới nhỏ, đều có một người bạn ngồi thiền. Và đến giờ ngồi thiền thì người đó ghé ngang qua gõ hai tiếng và đợi cho người này ra thì mới đi, mới còn đi. Thì đó là một phương tiện rất hay. Nếu mà làm được cái chuyện đó thì tự nhiên thiền đường nó sẽ đầy ấm áp, và cái năng lượng ở trong thiền đường sẽ hùng hậu, sẽ nuôi dưỡng được tất cả mọi người ở trong nhà. Nếu có tìm ra được cái danh từ gì hay hơn là chữ sitting maker thì cho thầy biết. Tiếng Việt là gì? Bạn ngồi thiền. Thiền lữ. Ở trong cung điện á, thì có hai chùa. Một cái chùa tên là chùa Chân Giáo, và một chùa là chùa Phổ Minh. Nhưng mà vua Trần Thái Tông á, không có muốn tới chùa Chân Giáo để ngồi thiền, để thực tập, để sám hối. Tại vì bên đó nó đã xảy ra một cái bi kịch, là vua Lý Huệ Tông, Huệ Quang Đại Sư, đã tự tử ở bên đó. Và trong lòng của người vua trẻ, ông vua trẻ, nó có một cái mặc cảm tội lỗi, là vì mình, vì cái dòng họ mình, vì chú họ của mình, mà Huệ Quang Đại Sư đã tự tử ở bên chùa đó. Cho nên chúng ta biết được cái tâm lý của cái ông vua trẻ đó là không muốn qua chùa Chân Giáo để ngồi thiền, để thực tập. Và vì vậy cho nên vua thường đi sang chùa kia, tức là chùa Phổ Minh. Chúng ta nên biết rằng vua không có đợi tới cái lúc lớn tuổi đi làm Thái Thượng Hoàng rồi mới đi thực tập. Chúng ta biết rằng từ cái năm 20 tuổi, khi đã có những cái đau khổ xót xa ở trong lòng, thì vua đã rất là tinh chuyên thực tập, và nhất là thực tập theo cái phương pháp lục thời sám hối khoan nghi. Mỗi ngày thực tập 6 lần. Và bắt đầu thì thực tập về những cái sự làm mới lại cái cách sử dụng cái con mắt của mình. Tại con mắt của mình là một cái đại dương rất là màu nhiệm. Mình có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống, nhưng mà mình cũng có thể đắm chìm trong cái biển hình sắc mong manh. Thì sống trong cung có những cái hình ảnh, nó có thể làm đắm chìm mình. Thì vua ý thức được như vậy, cho nên vua sám hối về những cái lỗi lầm phát sinh từ sự thiếu chánh niệm về con mắt. Và cái thời sám hối đầu tiên là sám hối nhãn căn tội, tức là sám hối về những cái lầm lỗi nó được gây ra do con mắt. Ông vua trẻ đó đã thực tập với ai? Và đã thực tập dưới cái sự hướng dẫn của vị thầy nào? Chúng ta biết rằng sau này vua có lập lên một cái viện gọi là viện Tả Nhai.
chùa chân giáo là chùa vua không có muốn tới nhiều. Chùa Phổ Minh là cái chùa vua thường tới. Và sau đó vua lập cái viện gọi là Tạ Nhai. Chắc hẳn là phía bên tay trái của cung điện, để tiện cho sự thực tập và nhất là trong cái sự nghiên cứu và học hỏi và pháp đàn. Có thể là chùa Phổ Minh không có đủ lớn, vì vậy cho nên vua đã lập viện Tạ Nhai. Sử sách ghi lại là vua thường mời các vị cao đức, các thầy giỏi tới để giảng dạy, để chỉ bày sự thực tập cho mình và cho một số những người khác. Thì những người khác đó là những bà con quyến thuộc ở trong hoàng gia. Vua rủ mọi người tới để cùng được học Phật và tu tập với mình. Cố nhiên thầy của thầy đầu của vua Trần Thái Tông là Thiền sư Trúc Lâm, mà vua gọi bằng cái danh hiệu là quốc sư. Quốc sư là thầy của nước, có những khi mà thầy của vua thì cũng là thầy của nước. Cái ông thầy mà vua gặp cái núi Yên Tử, cái ông thầy mà nói bệ hạ đi về đi, đừng có ở lại đây để mà nó làm hư cái núi này của tôi, thì thầy đó vua gọi là quốc sư Trúc Lâm. Rồi sau này vua Trần Nhân Tông cũng được gọi là Trúc Lâm đại sĩ, nhưng mà chúng ta đừng có lầm Trúc Lâm đại sĩ với là quốc sư Trúc Lâm. Trúc Lâm đại sĩ là cháu kêu vua là bằng ông nội luôn. Lúc đó chưa sanh ra. Thì chúng ta biết rằng muốn đi tìm gốc rễ của vua, trước hết chúng ta phải tìm vị thiền sư ở trên núi Yên Tử, vị đó tên là Trúc Lâm. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì nói cái thầy đó tên là thầy Phù Vân, nhưng mà sợ là sai. Ở trong những cái lời nói của thiền sư Trúc Lâm thì có nói rằng tôi như là một người không có vướng bận, như là một đám mây nổi theo gió mà lên đây. Còn vua là bậc nhân chủ, không biết vì lý do gì mà cũng leo lên đây, theo gió mà lên đây, như là một đám mây nổi, là Phù Vân. Nhưng mà thực ra Phù Vân là cái danh hiệu của một vị tổ sư thuộc phái Trúc Lâm xuất hiện sau này. Thành ra trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói vị quốc sư mà vua Trần Thái Tông lên để mà tham vấn đó là Phù Vân quốc sư thì sợ là sai. Bây giờ chúng ta tạm gọi ngài là Trúc Lâm quốc sư. Đó là theo theo tác phẩm mà theo bài tựa của sách Thiền Tông Chỉ Nam do chính tay của Trần Thái Tông viết. Vậy thì ngoài quốc sư Trúc Lâm, vua còn học với ai nữa? Tại vì quốc sư Trúc Lâm ở trên núi Yên Tử lâu lâu mới về kinh đô một lần. Đó là ông thầy núi, thầy chùa núi,
ông này không có ưa ở kinh đô. Trong bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam thì vua Trần Thế Tông có viết là sau khi vua đã sáng tác xong cái tác phẩm Thiền Tông Chỉ Nam rồi á, thì quốc sư từ trên núi có xuống thăm, có ghé kinh đô thăm, và vua có đưa bản thảo cho thầy coi. Coi xong thì thầy khen, thầy nói tâm của chư Bụt nó nằm ở trong này, thành ra bệ hạ nên nên đem khắc ra cho người ta được thưởng hưởng. Thì đó là một trong những cái lần ít có xảy ra mà Trúc Lâm quốc sư đã xuống núi. Nếu chúng ta tra cứu thì chúng ta thấy rằng đồng thời với vua và đang hành đạo tại kinh đô thì chúng ta thấy có những thiền sư Tức Lự, Ứng Thuận và Đại Đăng, tức là những người đang giảng dạy về thiền học tại kinh đô. Thăng Long, Đại Đăng cũng đã được tôn làm quốc sư, cũng đã được làm tôn làm quốc sư, nghĩa là một trong những thầy của vua Trần Thái Tông. Theo sách Khóa Hư Lục á, thì còn có một thầy từ bên Trung Quốc qua nữa, tên là thầy Thiên Phong. Tất cả những cái vị đó đã được mời tới viện Tạ Nhai để mở những cái khóa dạy về thiền học và thiền tập cho vua. Và cho những người thân thuộc của vua ở trong hoàng giao, các bạn bè của vua, những người mà ưa được tu học. Trong sách Thơ Văn Lý Trần tập 2 quyển thường của nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội Hà Nội in vào năm 1989 ở trang 948 có in lại cái bản phá hệ dòng thiền Trúc Lâm Đại Trần lấy từ trong Việt Nam Phật Giáo Sự Luận ra. Thì chúng ta thấy rằng Đại Đăng không hẳn là thầy của Trần Thái Tông mà là bạn của Trần Thế Tông.
Có một thiền sư mà sau này, trong mấy tuần nữa, chúng ta sẽ phải nói tới, đó là thiền sư Thường Chiếu. Always shining. Thiền sư Thường Chiếu tịch năm 1203. Là người thuộc về thế hệ Vô Ngôn Thông. Nhưng mà lại trú trì tại một thiền viện thuộc phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thiền sư Thường Chiếu tuy là thuộc về hệ phái Vô Ngôn Thông, nhưng mà đã tiếp thu được giáo lý và hành trì của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, của thiền phái Tháo Đường. Và cố nhiên là của cái truyền thống, những cái truyền thống đi trước, như là truyền thống Tăng Hồi, truyền thống Đạt Ma Đê Va, Thầy Thắng. Và Thường Chiếu, thiền sư Thường Chiếu giống như là một cái sự tổng hợp giữa tất cả các cái dòng thiền đã có tại Đại Việt trước đây. Và chính thiền sư Thường Chiếu đã có ba người đệ tử lớn là Hiền Quang, Thông Thiền và Thần Nghi. Hiền Quang, Thông Thiền và Thiền Nghi. Thần Nghi. Thiền sư Hiển Quang là người đầu tiên lên khai sơn Ngũ Yên Tự, nhưng mà không có ý muốn lập tông phái. Thiền sư Hiển Quang là người đầu tiên lên trên núi Yên Tử khai sơn. Và thiền sư Hiển Quang có một vị đệ tử tên là thiền sư Đạo Viên. Chính cái vị đệ tử đó mà vua Trần Thái Tông đã lên gặp và Đạo Viên thiền sư có thể gần như là chắc chắn là vị thiền sư mà vua Trần Thái Tông đã lên gặp, đã gọi là Trúc Lâm Quốc Sư. Trong khi đó thì thiền sư Thông Thiền có một người đệ tử tên là Tức Lự đang hành đạo, đang dạy dỗ ở tại Kinh Đô.
Và thiền sư Tức Lự lại có một vị đệ tử khác rất giỏi, tức là Ứng Thuận, cũng đang giảng dạy ở Kinh Đô, Kinh Đô Thăng Long. Vậy thì đạo viên Trần Sư là thầy của Trần Thái Tông. Và đồng thời cũng là thầy của một vị cao tăng khác mà chúng ta có tên, nhưng mà chúng ta không có được những cái tài liệu nào nói về cái tư tưởng và cái lịch sử của Ngài cả. Mà vì đó lại là một vị quốc sư, đó là quốc sư Đại Đăng. Một cái đèn lớn. Còn Thiên Phong là một thầy từ nước ngoài tới. Thường được vua Thái Tông mời vào viện Tả Nhai để giảng bày thiền học và hướng dẫn cách tu thiền theo cái phương pháp của thiền phái Lâm Tế. Thiên Phong là một trong những người truyền thiền phái Lâm Tế vào Đại Việt sớm nhất. Thiên Phong là từ Lâm Tế. Thiên Phong đã truyền giáo lý Lâm Tế lại cho Đại Đăng và cho Thái Tông. Theo những tài liệu mà hiện chúng ta đang có thì Thiền Lâm Tế được thâm nhập một cách vững chãi, sâu sắc là từ thời của Trần Thái Tông. Tại vì Trần Thái Tông là người đầu tiên sáng tác niêm tụng kệ sử dụng công án, mà sử dụng công án theo cái kiểu tụng cổ, tức là hymning the ancient, tức là dùng những bài kệ để với cái mục đích là để làm sáng tỏ ra cái ý của cổ nhân, gọi là tụng cổ. Thiền sư Ứng Thuận sau này sẽ có một người đệ tử tên là Nhất Tông, cái tên rất là hay. Và Nhất Tông này cũng là một vị quốc sư. Đại Đăng này cũng là một vị quốc sư. Đạo viên cũng là quốc sư. Cái điều chúng ta nên nói lúc bây giờ là trước Vô Ngôn Thông chúng ta có 5 thiền phái. Thiền phái đầu là thiền phái Tăng Hồi, thiền phái thứ hai là Đạt Ma Đề Bà Huệ Khá, thiền phái thứ ba là Tỳ Ni Đa Lâu Chi,
thiền phái thứ tư là Tháo Đường, thiền phái thứ năm là Vô Ngôn Thông, và thường chiếu là cái điểm quy tụ của tất cả những cái tinh hoa của tất cả năm cái thiền phái đó. Vì vậy cho nên cái truyền thừa của thường chiếu nó có cách thống nhất, không có chia ra từng tông phái nữa. Và cái khuynh hướng đưa tới cái Phật giáo thống nhất đó, nó bắt đầu từ thường chiếu. Sau này, sau Thái Tông, chúng ta có Tuệ Trung, chúng ta có Nhân Tông. Nhân Tông chính thức thành lập phái Chiên Tử. Và lúc đó có một vị quốc sư tại Đại Việt tên là Nhất Tông Quốc Sư. Và cái tên Nhất Tông nó rất có ý nghĩa, là Phật giáo một tông phái thôi, tức là tất cả các tông phái có trước, năm tông phái có trước, bây giờ đây được thống nhất lại trong một cái giáo hội duy nhất, gọi là giáo hội Trúc Lâm. Giáo hội Trúc Lâm tức là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã có mặt tại Đại Việt từ thế kỷ thứ 13-14. Thành ra khuynh hướng thống nhất Phật giáo, không có chia ra các tông phái, thu góp tất cả những tinh hoa các tông phái tới để mình cùng thực tập với nhau, thì khuynh hướng đã có sẵn từ cuối đời Lý, đầu đời Trần. Và chúng ta thấy cái điều đó nó thành tựu một cách rất là đẹp đẽ, ý nghĩa, nơi cái sự có mặt của một vị quốc sư tên là Nhất Tông Quốc Sư. Nhưng vấn đề thống nhất là vấn đề muôn đời. Nó thống đó rồi nó chia rẽ lại, nó chia rẽ xong rồi phải thống nữa. Bây giờ ngay ở đất nước chúng ta cũng còn nhiều công việc lắm. Và nếu mà mình biết được cái ý của tổ của mình đó, thì mình biết là mình cần phải làm cái gì. Mình phải hợp nhất lại, mình chia ra hai cái hay là ba cái. Cái bài này mình phải in ra để cho mọi người có một cái. Cái này là họ rút ra từ sách Sượng Đệ Nguyên. Ở đây chúng ta chỉ cần biết lúc bây giờ là tại viện Tả Nhai, vua Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông đã thỉnh các vị như là quốc sư Trúc Lâm, thiền sư Tức Lự, thiền sư Ứng Thuận, thiền sư Đại Đăng, thiền sư Thiên Phong tới để mà giảng dạy và hướng dẫn thiền tập. Cố nhiên là các vị cao đức khác ở trong tài liệu ghệ gọi là các bậc kỳ đức. Các bậc kỳ đức tức là các bậc cao đức mà hiếm có mời tới ở tại viện Tả Nhai để mà tham vấn thiền đạo, thực tập ở đó. Và trong sách Khóa Hư có ghi lại những cái cuộc đối đáp giữa vua Trần Thái Tông với thiền sư Thiên Phong, rất hay, chúng ta phải học, chúng ta phải biết. Vua Trần Thái Tông là một nhà chính trị bất đắc dĩ, không muốn làm vua nhưng mà bắt buộc phải làm vua. Dân muốn như vậy thì mình không muốn sao được,
khi mình làm vua rồi thì mình đâu có lấy cái ý thích riêng của mình, theo cái ý thích riêng của mình được, mình phải theo cái ý thích của toàn dân. Ở đây cũng vậy, khi mà mình đã ở với tăng thân rồi thì mình phải lấy cái ý thích của tăng thân làm cái ý thích của mình. Mà thấy được như vậy, thành ra mình có thể bỏ đi cái ý riêng của mình một cách rất là dễ dàng. Như vậy, chúng ta biết rằng các vị như là Trúc Lâm, Tức Lự là thuộc về Bậc Thầy, trong khi những vị như là Đại Đăng, Ứng Thuận và Thiên Phong là thuộc về hàng bạn mà thôi. Trong số những cái người bạn tu của vua Trần Thái Tông cũng có một vị thiền sư Trung Hoa tên là Đức Thành, Tống Đức Thành, từ bên nhà Tống qua. Đức Thành cũng là người có khuynh hướng lâm tế, và kinh điển chép lại là kỳ này vua đã gặp thầy Đức Thành ở tại chùa Chân Giáo và có một cái cuộc tham vấn, đối thoại đã xảy ra giữa vua và thiền sư Đức Thành, được ghi chép lại ở trong trong sách Khóa Hư, và có nói rằng cuộc gặp gỡ này nó xảy ra ở tại chùa Chân Giáo. Và khi mà thầy nghe như vậy, thầy rất là mừng, biết là vua đã hết nội kết với chùa Chân Giáo rồi, tức là tu hành có cái sự chuyển hóa. Có lẽ lúc đó vua đã nhường ngôi cho con là Trần Thánh Tông, đã làm Thái Thượng Hoàng rồi, tu học lâu năm, cho nên đã cởi mở những cái đau, cởi mở những cái ràng buộc, những cái mặc cảm, những cái khổ đau quá khứ, cho nên đã bắt đầu sử dụng lại chùa Chân Giáo làm chỗ thiền tập tu học, rất là hay. Đôi khi mình có cái nội kết với cái chùa đó, mình không có muốn về, nhưng mà mình tu một hồi rồi mình giải tỏa, mình trở về cái chùa đó được như thường. Như vậy chúng ta biết rằng Trần Thái Tông tu học có tăng thân đàng hoàng, và vua rất là ưa mời các người trẻ ở trong gia đình hoàng tộc tới, trong gia đình hoàng gia tới, để mà cùng học và cùng tu chung với mình. Điều này rất là quan trọng. Là vua có một cái khả năng xây dựng tăng thân rất lớn. Này, vua là người có đức. Chúng ta biết rằng sau khi mà Trần Thủ Độ bắt vua phải bỏ chùa, bỏ núi Yên Tử để về, thì việc nước lúc đó nó đang còn đăng đăng đê đê, rối ren vô cùng. Giặc còn đánh phá ở biên giới, mà ngay tại thủ đô thì anh ruột của mình đang cầm đầu một cái đạo hải quân để chống lại triều đình, anh Liễu. Tại vì anh Liễu vừa mới bị mất vợ, vợ đã có mang 3 tháng. Thì Trần Thủ Độ rất là sắt đá. Trần Thủ Độ nói là hễ mà làm phản thì cái tội là tội chém đầu. Và một trong những cái công tác mà Trần Thái Tông phải thực hiện ngay sau khi về kinh đô là phải dẹp được cái giặc Trần Liễu và phải chém đầu Trần Liễu
bắt buộc phải như vậy, cái luật như vậy, phải chém đầu người anh ruột của mình. Và chính vua phải cầm quân đi để diệt trừ cái loạn Trần Liễu. Hiện bây giờ Trần Liễu đang đóng quân ở ngoài sông Cái với một cái lực lượng thủy quân rất là quan trọng. Chúng ta biết cái tâm tư của ông vua trẻ đó mới có 20-21 tuổi thôi mà phải bị đặt trước một cái tình trạng khó xử như vậy. Nhưng mà ông vua đó đã bắt đầu sử dụng cái trí tuệ của mình, cái trái tim của mình. Bây giờ có thầy nâng đỡ, cho nên vua đã bí mật nhờ gián điệp đi liên lạc với anh ruột của mình ở bên kia mặt trận. Để thay vì đem quân đi sát chiến thì đóng quân để mà trấn giữ thôi, trong khi đó thì cho gián điệp đi gặp gỡ để hai anh em có thể gặp nhau mà giảng hòa. Và vua rất là can đảm, Trần Thái Tông rất can đảm, thì cái cuộc hòa dàn xếp đó nó thành công và vua phải cùng đi với một số tùy tùng trên một cái thuyền nhỏ thôi để tới gặp người anh là Trần Liễu tại một địa điểm đó, cũng trên một cái thuyền nhỏ. Tại nếu mà mình đơn thân độc mã đi vào thì có thể bị giết, tại bên kia cố ý trả thù. Thành ra sắp đặt như thế nào để cho không bên nào có thể chiếm được thượng phong, hai bên phải nằm ở một cái thế gọi là cân bằng. Thì cái chương trình đó rất là bí mật. Thì khi mà người anh là Trần Liễu nhảy lên thuyền của Trần Thái Tông, thì Trần Thái Tông ôm lấy người anh mà khóc, hai anh em ôm nhau mà khóc, tại vì cả hai anh em đều là nạn nhân của một cái chính sách. Nhưng mà không biết nhờ những cái mắt bảo nào mà Trần Thủ Độ biết được cuộc gặp gỡ bí mật đó. Cho nên chỉ 10 phút sau là Trần Thủ Độ tới nơi, và Trần Thủ Độ nhảy vào trong thuyền, rút gươm ra và nói cái thằng giặc này phải chém đầu nó mới được. Thằng giặc Liễu, chém đầu cái thằng giặc Liễu, mà Liễu cũng là cháu của Trần Thủ Độ, anh ruột của Trần Thái Tông. Thì lúc đó Trần Thái Tông mới ôm lấy Trần Liễu, là nếu mà chú muốn giết anh của cháu thì chú giết cháu trước, và nhất định ôm lấy người anh, không có thả ra, nếu chết thì chết chung thôi. Thì lúc đó Trần Thủ Độ mới buông gươm ra, liệng xuống dưới sàn và nói rằng: anh em mày, khi thì thù hận nhau, muốn giết nhau, khi thì ôm nhau, tao biết đường nào mà rời được. Nên những cái câu nói đó có ghi vào trong sử sách. Và khi mà Trần Thủ Độ đã nói được câu như vậy rồi, thì là vua Trần Thái Tông mới nói: chú ơi, chú thương hai anh em con muốn anh con được sống để chuộc cái lỗi đã làm phản lại triều đình. Và rốt cuộc đã đi tới được một cái kết luận là sẽ lấy đất ruộng, cắt một số đất ruộng để cấp cho Trần Liễu, và Trần Liễu chỉ được sống ở trong cái khu vực đó mà thôi, sống yên ổn, không có được làm cái gì lộn xộn. Và sau đó thì được phong làm An Sinh Vương. An Sinh tức là sống yên ở đó, đừng có cửa quậy, đừng có làm loạn. Và từ đó về sau Trần Liễu có tên là An Sinh Vương.
đặc sắc của Phật giáo Đại Trần là chúng ta có hai thiền sư là người cư sĩ, hai vị thiền sư cư sĩ. Có hơn hai vị nhưng mà chúng ta chỉ học hai vị thôi. Vị thứ nhất là Trần Thái Tông, và vậy là vị thứ hai là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một thiền sư cư sĩ mà đạo phong rất lớn, dạy luôn cả các thầy. Đó là thầy dạy của vua Trần Nhân Tông, vua thứ ba của thời Trần. Và khi mà chúng ta đọc Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngư Lục, chúng ta thấy toát ra một cái năng lượng rất là vĩ đại, như là tiếng sét, như là ánh chớp. Và so sánh lại với Lâm Tế Lục á, thì chúng ta thấy rằng Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngư Lục á, cái văn phong cũng như cái tinh thần thiền nó hùng vĩ, không có kém gì cái năng lượng thiền của thiền sư Lâm Tế. Thành ra quý vị phải đọc Thượng Sĩ Ngư Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngư Lục. Không nói về phương diện văn chương, nói về phương diện cái thiền khí, nó rất là hùng vĩ, không có thua thiền sư Lâm Tế. Mà quý vị có biết Tuệ Trung Thượng Sĩ là ai không? Tuệ Trung Thượng Sĩ là con của An Sinh Vương Trần Liệu. Nếu mà Trần Thủ Độ giết Trần Liễu thì chúng ta đã không có Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ là con đầu của An Sinh Vương Trần Liễu. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ có một người em gái, và em gái đó sau này là hoàng hậu của vua Trần Thánh Tông, tức là vua thứ hai của Đại Trần. Thành ra cái cử chỉ thương yêu tha thứ của vua Trần Thái Tông nó có một ảnh hưởng rất sâu sắc trên lịch sử. Hai cái gia đình đáng lý là thù nghịch giết nhau, mà hai gia đình trở nên hai gia đình rất là khăng khít và chống đỡ cho nhau. Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy, là thầy dạy của vua Trần Nhân Tông. Em gái của Tuệ Trung Thượng Sĩ là hoàng hậu của vua Trần Thánh Tông. Nhưng mà chưa hết, một người em trai nữa của Tuệ Trung Thượng Sĩ đã đánh bại quân Mông Cổ, giành lại độc lập cho nước Đại Việt. Đó là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cũng là con của An Sinh Vương. Thành ra An Sinh Vương được sống đã cung cấp ba người con vĩ đại cho đất nước. Mà An Sinh Vương sống được là do ai? Là do người em có tu, đó là Trần Thái Tông. Sau này vua Trần Vũ Tông có làm một bài thơ để khen ngợi vua Trần Thái Tông. Vua nói rằng ở bên nước Đường cũng có một vua Thái Tông, ở bên nước Việt cũng có một vua Thái Tông. Một bên thì là niên hiệu là Trinh Quán, một bên là niên hiệu là Nguyên Phong.
Nhưng mà trong khi Kiến Thành làm phản ở bên nước Đường thì bị xử tử, và Yên Sinh làm phản ở bên Việt thì được tha. Và vì vậy cho nên cái miếu hiệu Thái Tông giống như nhau, nhưng cái đức độ của hai ông vua rất là khác nhau. Nói một cách khác là đức độ của vua Trần Thái Tông lớn cả trăm lần đối với đức độ của vua Đường Thái Tông. Đây là cái bài thơ của vua của vua Vũ Tông. Đường Việt khai cơ Lượng Thái Tông. Nước Đường và nước Việt mở cái cơ nghiệp, khai mở cái cơ nghiệp thì có hai vua Thái Tông, Đường Thái Tông và Trần Thái Tông. Bỉ xưng Trinh Quán, Ngã Nguyên Phong. Bên kia thì xưng là Trinh Quán, còn bên ta thì xưng là Nguyên Phong. Kiến Thành, Chu Tử, Yên Sinh Tài, Kiến Thành thì bị Chu Di bị xử chết, còn Yên Sinh thì còn sống. Miếu hiệu Tuy Đồng. Đức Bất Đồng. Cái miếu hiệu là Thái Tông là tuy giống nhau nhưng mà cái đức nó không giống nhau. Nếu quý vị học nghe những câu chuyện này thì có cơ hội tiếp xúc với tổ tiên của mình, biết tổ tiên của mình là ai, tu học như thế nào, hành xử như thế nào, và cái cuộc đời của họ có ảnh hưởng tốt đến cái đất nước của mình như thế nào. Nếu mà không có cái thiền ôm đó ở trên thuyền thì làm sao có được Tuệ Trung Thượng Sĩ, làm sao có được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, làm sao có được Hoàng Hậu của vua Trần Thánh Tông. Theo như tài liệu ghi chép lại thì Thái Tông có sáng tác được 6 tác phẩm. Tác phẩm đầu như chúng ta biết là Thiền Tông Chỉ Nam, Guide to Buddhist Meditation, sáng tác rất là sớm trong cuộc đời của Ngài, vào khoảng 31-32 tuổi, và được quốc sư khen là hay, có tim của Bụt nằm ở trong. Tác phẩm thứ hai là Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải,
vua đã chú giải kinh ca Kim Cương Tam Muội, và chúng ta còn cái bài tựa của kinh Kim Cương Tam Muội chú giải. Tác phẩm thứ ba là Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, mà chúng ta đã nói qua. Tác phẩm thứ tư là Bình Đẳng Lễ Sám Văn, một cái tác phẩm sám hối khác tên là Bình Đẳng Lễ Sám Văn. Bình đẳng ở đây là Samatha. Samatha tức là không có phân biệt, không có phân biệt giữa mình và buộc, tại vì tự tánh của mình và của buộc nó hoàn toàn bình đẳng, không có phân biệt người lạy và người bị lạy. Tác phẩm thứ năm là Khóa Hư Lục. Khóa Hư Lục á, có thể là những cái bài hướng dẫn về tu tập. Tập hợp lại thành một cuốn sách. Khóa có nghĩa là thời khóa, công phu. Khóa là những cái bài học, những cái thời khóa, công phu. Hư nó có nghĩa là làm với một cái thái độ, thực tập với một cái thái độ tự do, không có bị vướng mắc, gọi là hư. Chúng ta biết rằng có nhiều người thực tập mà bị dính mắc vào cái hình thái thực tập, cho đến nỗi không có thừa hưởng được cái bản chất của sự thực tập. Mà thực tập như vậy tức là nặng nề, kẹt vào hình thức. Còn khóa hư ở đây có nghĩa là thực tập, nhưng mà thực tập với một cái thái độ không bị vướng mắc, đó gọi là khóa hư lục. Và tác phẩm thứ sáu là Thi Tập, tức là những bài thơ của vua để lại. Kim Cương Tam Muội kinh chú giải, tác phẩm này bây giờ chúng ta không thấy, không còn, chỉ còn cái bài tựa, chỉ còn lại một cái bài tựa được in lại trong sách Khóa Hư mà thôi. Trong bài tựa này thì vua có nói rằng mỗi khi mà vua đọc kinh Kim Cương Tam Muội, mỗi khi đọc kinh Kim Cương Tam Muội là trong lòng phát sinh ra trăm ngàn những cái mối cảm hứng. Và vì vậy cho nên đem những cảm hứng đó, vua nói đem hết ruột gan để làm những lời chú giải cho kinh Kim Cương Tam Muội. Chúng ta biết rằng kinh Kim Cương đó, là sự thực tập và lấy đi bốn cái ý niệm về ngã, về nhân, về chúng sanh và về thọ giả. Mà nếu sống tỉnh thức để có thể nhận diện được bốn cái ý niệm đó trong đời sống hàng ngày, để đừng vướng mắc vào bốn ý niệm đó, như vậy là sống thường trực trong cái tam muội, gọi là Kim Cương Tam Muội. Bình Đẳng Lễ Sám Văn cũng là một nghi thức sám hối, nhưng nghi thức này cũng đã mất, và bài tựa cũng còn giữ lại trong sách Khóa Hư Lục. Nếu chúng ta so sánh, nếu chúng ta suy tư về đề tài của tác phẩm, và nếu chúng ta căn cứ trên bài tựa, thì chúng ta có thể biết rằng nghi thức này được viết sau Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, và nghi thức này nó có một cái chiều triết học thâm sâu hơn là nghi thức Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi.
chúng ta có thì giờ, chúng ta nghiên cứu, chúng ta học hỏi về những cái tác phẩm của Trần Thái Tông, thì chúng ta nhận thức rằng cái nhu yếu đầu tiên mà chúng ta thấy được trong các tác phẩm đó là nhu yếu muốn sống tỉnh thức. Vua không có muốn sống cái đời sống mê ngủ, đắm chìm. Chúng ta biết rằng tác phẩm Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi là một cái sự nhắc nhở. Nhắc nhở không phải là bằng cách đọc mà thôi, trên lý thuyết mà thôi, mà nhắc nhở bằng cái sự thực tập mỗi ngày 6 lần. Nhắc nhở rằng con mắt của mình nó có thể đưa mình đi rất xa, cái lỗ tai của mình có thể đưa mình đi rất xa, cái lưỡi của mình có thể đưa mình đi rất xa. Và khi mình đã đi xa rồi thì mình đánh mất quê hương, mình không có thấy được những cái quan trọng nhất của sự sống, không có thấy được cái nhu yếu thâm sâu nhất của cuộc đời mình. Cái tình trạng của những người không có tu học, không có chánh niệm, không có tăng thân, cái tình trạng đó, cái tình trạng gọi là túy sinh mộng tưởng. Trong khi sống thì say, sống như một người say. Và khi mình chết á, thì mình cũng chết ở trong giấc mộng thôi. Gọi là sống say chết mộng. Và vua không có muốn như vậy. Vua muốn nhắc nhở mình phải sống tỉnh thức. Cho nên cái thời khóa Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi là để đánh thức mình. Đánh thức mình dậy trong mỗi giờ phút của sự sống. Trong sách Khóa Hư Lục á, vua có làm 4 bài kệ. Gọi là bài 4 bài kệ, bài những bài kệ về 4 núi, gọi là tứ sơn kệ. 4 núi. Và đây là một cái phương tiện để vua tự nhắc mình là đừng có sống trong cơn say, đừng có chết trong cơn mộng. Chúng ta biết rằng ngày xưa hồi Bụt còn tại thế, có một hôm thì Bụt có nhắc nhở vua Ba Tư Nặc. Lúc đó Ba Tư Nặc đã lớn tuổi rồi, thì hôm đó tới thăm Bụt. Vua Ba Tư Nặc được buộc hỏi những cái câu hỏi về ngọn núi. Bệ hạ, đại vương, nếu mà đại vương đang ngồi ở trong cung như vậy mà có một cái phái đoàn trinh thám của đại vương chạy về và nói rằng từ phương đông có một ngọn núi vĩ đại, nó đang di chuyển lần lần tới kinh đô, và trên con đường di chuyển nó làm tan nát hết tất cả những cái xây dựng, những cái sinh mạng, sông núi tan vỡ hết. Thì vừa mới nghe báo cáo xong thì có một phái đoàn về tới cùng, mà nó từ phương Tây, nó cũng có một ngọn núi vĩ đại, nó đang di chuyển tới, và trên đường nó cũng đang tiêu diệt tất cả những sinh mạng, những sông núi. Và rốt cuộc thì
đại vương được báo cáo là từ bốn phía có bốn ngọn núi nó đang đi tới. Và đại vương biết rằng là đại vương không có thì giờ nữa. Thì bốn ngọn núi đó nó tượng trưng cho sinh, lão, bệnh và tử. Nó đang đi tới. Nó ép vua. They are closing up on you. Vậy thì đại vương phải làm cái gì? Tại vì buộc thấy vua đã lớn tuổi rồi mà tu học không có tinh chuyên mấy, có vẻ nhẫn nhơ, cho nên buộc mới đưa ra hình ảnh bốn cái núi nó bao vây. Đại vương, nếu đại vương biết rằng bốn ngọn núi đó đang vây quanh và đang từ từ tiến tới, đại vương không còn không gian và thời gian nữa, thì đại vương sẽ phải làm gì? Thì vua Tư Nặc cũng, Ba Tư Nặc cũng thông minh lắm. Vua Ba Tư Nặc nói, bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp đó thì câu trả lời duy nhất là mình phải sống những cái giờ phút còn lại của mình cho chánh niệm. Và khi mà vua Trần Thái Tông của chúng ta đọc tới cái kinh đó thì rung động, tại vua cũng là một ông vua, mà vua cũng muốn làm được như vua Ba Tư Nặc và có thể muốn làm hơn vua Ba Tư Nặc. Cho nên vua đã làm bốn bài thơ về bốn trái núi, và vua đã viết những cái bài chú giải về bốn trái núi rất là hay. Quý vị phải đọc. Cái chuyện buộc nói về bốn ngọn núi cho vua Ba Tư Nặc đã được ghi chép trong Samyutta Nikaya, trong biệt dịch Tạp A Hàm và trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Và ngày xưa vua Trần Thái Tông đọc kinh đã thấy những cái kinh đó. Bài kệ bốn núi là những cái bài kệ nhắc nhở cho chúng ta về tính cách vô thường của một đời người. Mình tự đánh mất cái đời của mình trong lãng quên và trong hình sắc, trong âm thanh, để rốt cuộc không còn cơ hội nào tìm ra cái cội nguồn quê hương của mình. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Trong bài kệ thứ nhất nó có bốn câu như thế này: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, lưỡi vướng mưa vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lênh đênh làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Lênh đênh làm khách phong trần mãi. Khách phong trần tức là khách gió bụi. Chúng ta đi hoang, chúng ta đi như là những cái hồn ma bóng quế, những con ma đói. Chúng ta chạy theo cái vị này, cái âm thanh kia, cái hình sắc nọ, cái mùi hương kia. Chúng ta không biết được cái con đường về quê của chúng ta. Và chúng ta suốt đời làm một cái lữ khách trên đường gió bụi. Ngày đã hết rồi, đời đã gần tàn rồi, mà cái sự trở về quê hương nó còn xa vạn dặm. Đó là bốn câu thơ trong cái bài kệ thứ nhất: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lênh đênh làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đó là cái nhu yếu thức tỉnh. Đó là cái nhu yếu trở về quê hương. We have to arrive. We have to go home, to be home. Đây là một cái hình ảnh mà vua đưa ra để cho chúng ta thấy rằng cuộc đời là một cái chớp nhoáng thôi. Nếu mà mình không cẩn thận, không tỉnh thức
thì cuộc đời của mình 50 năm hay 70 năm nó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Hình ảnh này rất là tuyệt diệu. Bãi đảng cuồng phong quát địa sinh, ngư ông tiểu túy lũy điếu chu hoành. Thầy đọc bản dịch cho nó dễ. Một trận cuồng phong dậy đất bằng, ngư ông say khướt thả thuyền ngang. Bốn phương mây kéo màu đen kịt, một dải sông reo sóng dậy tràn. Sầm sập tóe tung mưa xối xả, ỉ ầm chuyển vận sấm oang vang. Phút giây bụi cuốn chân trời tận, canh vắng dòng sông bỗng nguyệt tàn. Hãy tưởng tượng một cái dòng sông lớn mà một trận bão đang đi ngang qua. Một trận cuồng phong dậy đất bằng, ngư ông say khướt thả thuyền ngang. Trong khi đó có một người đánh cá đang cho một chiếc thuyền băng ngang sông trong cơn sóng gió lớn đó. Mà người đánh cá này lại là một người đang say. Đất nước thì như thế đó, thế giới như thế đó, mà mình thì như thế đó. Đất nước và thế giới nó như là một cái trận cuồng phong đang nổi lên mà mình không có thấy được cái gì cả. Mình đi ngang qua như là mình lái một chiếc thuyền đi ngang qua cái vùng hiểm nguy đó trong khi mình hoàn toàn say sưa. Ngư ông đó là ai? Ngư ông say khướt thả thuyền ngang đó là ai nếu không phải là chính mình? Bốn phương mây kéo màu đen kịt, không có gì nó chứng tỏ có một cái tương lai cả. Một dải sông reo sóng dậy tràn, chỉ thấy sóng gió thôi. Trên trời sầm sập tóe tung mưa xối xả, ỉ ầm chuyển vận sấm oang vang. Đó là cảnh tượng thấy như là trong một giấc mộng. Một ngư ông say rượu đang dẫn chiếc thuyền của mình đi ngang qua một dòng sông lớn có sóng gió. Phút giây bụi cuốn, phút giây bụi cuốn chân trời tạnh, canh vắng dòng sông bóng nguyệt tàn. Tự nhiên sóng gió im lặng, không còn nghe cái gì nữa hết. Chân trời không có mây, trăng bắt đầu lặn, dòng sông rất là yên tĩnh. Nhưng mà có một cái mình không còn thấy nữa, là con thuyền của ngư ông. Con thuyền và ngư ông đã tan biến như là một ảo ảnh, như chưa bao giờ từng có hết. Bãi đáng cuồng phong quát địa sinh, ngư ông túy lũy điếu chu hành. Tứ thủy vân hợp âm mai sắc, nhất phái ba phiên cổ động thanh. Vũ cước trận thôi phiêu lịch lịch, lôi xa luân chuyển nổ oanh oanh. Tạm thời trần liễm thiên biên tĩnh, nguyệt lạc trường giáng giả kỹ canh. Tạm thời trần liễm tức là lúc bây giờ đây, tất cả bụi bặm đều cuốn sạch hết thiên biên tĩnh. Dây lâu tan bụi bên trời tận, trăng lặng dòng sông đêm mấy canh. Canh mấy rồi? Trăng bắt đầu lặng rồi. Dòng sông rất êm, nhưng mà hình ảnh của ngư ông đang say túy lý và đưa chiếc thuyền đi sang sông, hình ảnh đó hoàn toàn không có nữa. Hình ảnh đó nó như là một giấc mộng.
À, để coi thầy hiểu chữ, thầy dịch làm sao. Không có thấy đâu này. Vậy thì hai câu dịch mà chúng ta thấy ở trong Việt Nam Phật giáo Sư Luận là phút giây bùi cuốn, chân trời tận, canh vắng dòng sông bóng nguyệt tàn. Hai câu đó cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái mà chúng ta thấy trong sáu câu đầu của bài kệ nó đã xảy ra trong giấc mộng. Và chúng ta nên biết rằng chúng ta chính là ngư ông đang say rượu và đang lái chiếc thuyền đi ngang qua sông trong cơn bão tố rất là nguy hiểm. Và vua Trần Thái Tông rất không muốn đóng cái vai của ngư ông như vậy. Nhu yếu của vua là sống cuộc sống tỉnh thức. Vua có viết một bài về sự quán chiếu thân thể. Có lẽ hồi đó vua cũng còn trẻ, chừng 30 tuổi không có bao nhiêu. Ai là người 30 tuổi lắng nghe? Khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay tro xanh xương trắng. Tóc có mượt bao nhiêu đi nữa, má có hồng cách mấy đi nữa, thì cũng có một ngày nào đó xương của mình nó sẽ trắng hiếu, tro của mình thiêu trong lò nó sẽ trở thành sắc xanh. Khi mưa lệ tưới mây ảm đạm, lúc gió sầu lay nguyệt mơ màng, đây là cái cảnh tượng của một nấm mồ ở trong bãi tha ma. Canh tàn thì quỷ khóc thần sầu, năm muộn thì trâu dày ngựa đạp. Đó là cảnh tượng của một cái đám bãi tha ma ở Việt Nam. Đom đóm lập lòe trong cỏ biếc, côn trùng rền rĩ ngọn dương trơ, bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiều mục đạp ngang thành lối tắt. Trong cái bài gọi là khuyến phổ khuyến phát bồ đề tâm, tài vua nghĩ rằng khi nào mà mình có được tâm bồ đề, the mind of love, thì mình sống mới tỉnh thức, mới có hạnh phúc. Vì vậy cho nên vua đã sáng tác một cái bài văn gọi là mời quý vị hãy phát tâm bồ đề. Mời tất cả quý vị hãy phát tâm bồ đề. Công danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, đuổi theo danh. Công danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, phú quý kinh người khó tránh vô thường hai chữ. Tranh nhân chấp ngã rốt cuộc là không, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thật. Tứ đại rã rời thôi già trẻ, núi khe mòn mỏi hết anh hùng. Già cũng vậy, trẻ cũng vậy, sẽ có ngày bốn đại nó rã rời ra. Anh hùng cũng vậy, hay là người khiếp nhược cũng vậy, núi khe mòn mỏi hết anh hùng. Tóc xanh chưa thấy chưa mấy mà màu bạc đã pha, kẻ mừng mới đi thì người điếu đã tới. Những người nào bắt đầu có hai màu tiêu muối ở trên đầu thì đọc cái này chắc thấm lắm. Tóc xanh chưa mấy mà màu bạc đã pha, kẻ mừng mới đi thì người điếu đã tới. Người điếu tức là người tới đưa đám ma đó, mới mừng đám cưới hôm nay thì hôm mai tới đưa đám ma. Một bao máu mủ, bao năm khổ luyện ân tình. Nhất bao nùng huyết, trường niên
khổ luyện ân tình. Chúng ta đọc mấy cái chữ này nên nhớ tác giả là ai. Tác giả là từng yêu, từng khổ. Nhất bao tức là một cái bọc, a bag. Nùng tức nùng huyết tức là máu và mủ. Ở trong con người chúng ta nó có máu và nó có mủ. Đó là bất tịnh quán. Chỉ có một bao máu mủ thôi, vậy mà năm này sang năm khác, ngày này sang ngày khác, đêm này sang năm khác, nhớ thương, quyến luyến, khổ đau, vì ân, vì tình. Nhất bao nùng huyết, trường niên, khổ luyến, ân tình. Bảy thước xương khô, mặc sức sang lam, tiền của. Bảy thước tức là bảy thước xưa đó, chứ không phải là ai mà cao tới bảy thước. Bảy thước tức là thước bảy, thước tám. Bây giờ, bảy thước xương khô tức là một cái bộ xương khô. Nhìn cho kỹ, thì mình chỉ có mang một bộ xương khô theo thôi. Nhưng mà tom góp đồng này đồng khác, nghĩ rằng hạnh phúc nó nằm ở chỗ tom góp. Bao năm mặc sức sam tham tiền của. Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình. Đó là dịch nhất năng nùng huyết, trường niên khổ luyến ân tình. Cái này người nào có đi ngang qua thì mới thâm thiện. Người nào chưa đi ngang qua thì có thể mỉm cười hoài nghi. Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước xương khô, mặc sức san tham tiền của. Thở ra không hẹn thở vào, ngày nay không tin ngày kể. Trôi nổi sông yêu, giờ nào nghỉ, nấu nung nhà cháy biết bao thôi. Trôi nổi sông yêu, giờ nào nghỉ. Sông yêu á, tức là ái hà. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Ái hà tức là sông yêu đó, sông tham ái. Thiên xích lãng là có những đợt sóng cao tới ngàn trượng. Ái hà thiên xích lãng là trong sông yêu đó, nó có những đợt sóng cao tới ngàn trượng. Mình sẽ chìm đắm, mình sẽ chết trong những cái đợt sóng đó. Khổ hải vạn trùng ba là trong biển khổ, nó có những đợt sóng vạn từng, khổ hải vạn trùng ba. Các sư cô sư chú chưa biết tán cái bài ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà, các thầy dạy cho các sư em tán là nó. Thầy Thiện Phước lên làm thử. Nó bị ho à? Vậy thì có thầy nào, có bậc anh hùng hào kiệt nào nên làm cái bài ái hà thiên xích lãng? Thì mỗi khi mà thầy nghe sướng cái bài đó lên thì thầy thấy nó như là một tiếng chuông chánh niệm. Sông ái, sóng muôn trường. Ai ha 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 ha
Xin đại chúng mọi người viết dùng cho một cái báo cáo về cái kinh nghiệm gần đây nhất của cái sự thực tập và thiền hành của mình. Viết dài viết ngắn gì cũng được, miễn là có viết. Các vị ở 7-8 năm cũng vậy, mà mới 7-8 ngày cũng vậy. Hãy viết cho thầy về cái kinh nghiệm gần nhất của cái sự thiền hành của mình. Những cái hạnh phúc, những cái thành đạt, những cái khám phá mới của mình. Tại vì khi mà mình được trao truyền một cái pháp môn đó, thì không hẳn là mình phải bắt chước y hệt cái phương pháp mà người trao truyền cho mình mà mình làm. Mình có cái tâm lý, cái sinh lý nó có khác, và mình áp dụng cái phương pháp đó một cách rất thông minh vào cái chuyện thực tập của mình, thì mình sẽ khám phá ra những cái cách mình làm thành công hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Thì hãy viết cái đó lại, viết cho thầy.